Rồi, lần đầu tiên Trung Nguyên xin được gửi lời chào đến cô chú anh chị em mình ha. Thì cũng đã lâu rồi, Nguyên không có lên video, làm video chia sẻ cho mọi người, tập trung vô chuyện kinh doanh không à. Thì bây giờ cũng rảnh rỗi làm một cái video chia sẻ cho cô chú anh chị em mình, mọi những anh em mà đam mê mai và chưa biết cách trồng nè. Thì hôm nay Nguyên sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị em mình một số cái kinh nghiệm của Nguyên đúc kết ra, thì hy vọng mọi người sẽ xem và cũng như là có cái kinh nghiệm cũng như là mọi ý kiến thắc mắc hãy để trong phần cái bình luận, mình sẽ trả lời cho cô chú anh chị em mình hết ha. Rồi ngoài ra thì bây giờ là trong cái tháng mà mọi người đang tập trung vô dưỡng lại cây mai cũng như là trồng lại những cái mai phôi, thì hôm nay chủ đề chính hôm nay là mình sẽ chia sẻ một số cái mai phôi để cho cô chú anh chị em mình biết. Thì ở phía sau Nguyên đã có một cây và cũng như rất nhiều cây, thì bây giờ nó đang đi đọt rồi mọi người. Thì cái mai này á mọi người, là mình mới vừa mở ra nha, mình mới vừa mở cái bọc ở phía sau nè mọi người nó. Thì bây giờ mình chùm hết cái chậu luôn, mình chùm hết cái chậu thì bây giờ mình buộc lại, thì không có tưới nước nữa, thì bây giờ nó đã khô rồi nè. Nên mình thấy nó rất là khô, cho nên là mình ở đầu mình mở ra thì nó có một số cái hiện tượng cũng như là mình chia sẻ về cách trồng cái mai phôi để sao cho nó phát triển được tốt nhất, và cũng như là nó ra rễ, rồi mình muốn ghép gì mình ghép hai cô chú chị mình. Thì video ngày hôm nay là Nguyên sẽ làm cái chủ đề đó, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho một cái like để thích ha. Rồi mình sẽ tiến hành mình quay cho cô chú anh chị em mình xem thôi, mình ngồi mình nói chuyện luôn ha. Rồi cô chú anh chị em mình, thì ở đây là cây Nguyên cái mai bứng từ dưới đất lên, thì mình cũng đã mới vừa mở ra buổi sáng, thì cái hơi nước nó rất là nhiều, thì cái cây mai này tầm cũng khoảng chừng một tháng hay gì đó. Thì từ ngày lúc đầu thì mình không có ủ, nhưng mà cái khi mà không có ủ cái bọc á, thì cái tỷ lệ ra rễ của nó rất là chậm nha mọi người. Ủa xin lỗi các bạn, cái tỷ lệ ra chồi của nó rất là chậm so với chúng ta ủ bọc. Thì khi mà mình quyết định mình ủ bọc á, thì mình sẽ tiến hành mình phun nước lên để mà cho nó ẩm ướt đẫm luôn, và phun chất trồng. Rồi sau đó thì mình sẽ bịt lại nguyên cây luôn và chùm xuống cái chậu luôn nè mọi người nó. Thì mình cái miếng cao su đó nó rất là to nha mọi người nó, miếng cao su ở phía sau Nguyên đây nè. Đó, thì nó rất là to, và mình chùm nguyên cái bọc và cái bọc lại cái chậu này lại luôn, cái chậu này, cái chậu sáo nó. Thì sau khi chùm một tháng trời thì mà nó ra rất là nhiều luôn. Thì bây giờ những cái lá già như thế này đây là mình sẽ tiến hành mình bỏ được rồi đó mọi người. Mình để vậy đem ra mình ăn luôn đó. Bây giờ Nguyên sẽ tiến hành quay màn hình lại để cho cô chú anh chị em mình xem ha, và mình nói từ từ ha. Đó, cũng rất là nhiều cây mà nó đang ra từ cái chồi nè mọi người nữa. Thì giờ dùng những cái cách ủ á nè mọi người. Nguyên sẽ tiến hành quay cho mọi người xem. Đây là những cái mai mà mới vừa ủ mà nó cũng đã ra nè, đó. Thấy không? Thì nó sẽ có hơi nước này, chúng ta làm sao mà cho nó dính luôn nguyên cái bộ vô trong đây nè. Đó, dính nguyên một cái chùm xuống cái phần rễ luôn, để cái tình trạng mà nó hơi nước đi như thế này nè mọi người, thấy không? Thì nó rất là tốt ha, rất là tuyệt vời. Nó làm cho cái hơi nước ở trong nó nhiều thì cây chúng ta nó tức rất là mau, thấy không? Thì cây mai này nó còn mới vừa ra lá thôi, mình không có vội mình mở ra được ha. Đó. Rồi, những cái bọc như này rất là, đối với những cây mai chúng ta mới trồng vẫn phải làm như thế này thì nó sẽ tốt hơn so với chúng ta không làm ha. Thì đây là mùa nắng rất là nóng, cái tỷ lệ mất hết nước cây rất là nhiều rồi cô chú anh chị mình. Bây giờ Nguyên sẽ tiến hành quay lại để cho cô chú anh chị mình xem và cũng như rõ hơn so với sau quay cái camera trước ha. Đó mọi người, thì sau khi chùm lại thì mọi người thấy nè, những cái đầu tược nó ra nè, thấy không? Nó ra rất là đẹp luôn, và cái hơi nước đây thì nó cứ hòa quyện đây và nó tránh cái tình trạng mất nước cây, để cái tình trạng khi mà cái rễ nó cá ra nè, mọi người thấy không, khi mà ở trên bề mặt trên này mình không có tưới gì hết trơn nha, tưới cùm cát da tunis là xong, nghỉ rồi để đó tuần sau chúng ta tưới lần nó. Mặc dù ở phía trên nó rất là khô nhưng mà ở dưới thì nó đòn rẫm nè, như thế này là ok. Thứ nhất là cái tỷ lệ cái đầu rễ nó kéo ra rất là mau, và thứ hai là nó không có tránh tình trạng nó úng nha, khi mà tưới nước nhiều chúng ta cưng cây chúng ta nó rất là dễ bị úng nữa. Thì nó ra như thế này đây rất là tuyệt vời nè cô chú anh chị mình. Đó, đây là những cái cây mai nè, cây mai mình nói ủ lại cũng khoảng tuần lại chưa có ra ha. Đây rồi, đây thì bây giờ nó đang phát triển khá là mạnh nè cô chú anh chị mình, thấy không? Thì cái này tầm khoảng 2-3 ngày nữa mình sẽ mở ra, khi mà cái lá mà nó chuyển ra màu xanh đó là mình mở ra. Thì cái lúc đầu mình cũng không có là ủ luôn, bây giờ mình sẽ tiến hành mở ra. Rồi đây nữa nè, sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem. Thì cho bà cái cây mai này mình cũng đã mở bọc ra tầm khoảng chừng 10 ngày hay gì vậy. Lúc đầu thì nó ra cái tược như thế này, nó xanh nè mọi người. Rồi bây giờ sau một hai lần mà mình phun mà cái bộ chỉ và mình tưới á, thì bây giờ nó ra nè mọi người thấy không? Thì cây mai này lúc đầu mình cũng là sắp rễ là 100%, và cũng như là vũ bầu 100% luôn, không còn cọng rễ nào, không còn cục đất nào hết. Và bây giờ mình đã nuôi như thế này thì mình đảm bảo với cô chú anh chị mình cây này là sống rất là khỏe luôn ha, rất khỏe luôn. Đó, khi mà cái lá mà nó chuyển qua, thường thường mấy anh em trong cái bọc ủ chúng ta không biết khi nào mở, thì khi mà cái lá nó ra mà tầm khoảng chừng một
tắt hoặc là khi mà nó chuyển màu xanh như thế này thì chúng ta mở ra được rồi. Thì khi mà mở ra thì nó sẽ gặp cái tình trạng giống như thế này đây. Nguyên sẽ tiến hành quay lại cái cây đầu tiên để cho cô chú anh chị em mình xem ha. Đây, thì cây này mình mới vừa mở ra, mình dùng cái bọc lớn rất là mọi người thấy không? Bọc này rất là lớn nè, mình chùm lại nguyên cái chậu luôn. Mình chùm lại nguyên cái chậu như thế này đây, chùm nguyên cái chậu và để trong mát. Cái này là phải để trong mát nha cô chú anh chị em mình. Đó, thì sau khi mà cái lá mà nó ra như thế này đây nè, nó thì các bạn thấy là khi mà mở bọc ra thì nó có hiện tượng nè, thấy không? Nhưng mà không sao, một hai ngày sau nó sẽ tốt lại. Thì nếu mà chúng ta có nước mưa hoặc là những cái nước sạch á thì chúng ta tưới đẫm lại cái không sao ha. Tại vì trong cái thời gian mà chúng ta ủ nó nè mọi người, thấy nó có khô không? Nó rất là khô rồi nè. Nó thì chúng ta ủ lại để cho nó có nước để nó cung cấp lại cái rễ. Thì khi mà nó mấm đầu nè mọi người thấy không nè. Khi mà ủ bọc á, quá trình mà ủ bọc chúng ta nó mấm bầu rất là tuyệt vời nha mọi người thấy không? Lúc đầu cái rễ này bị treo mình cắt bỏ luôn á. Thì cây này mình cũng trồng là khai thác ở trong cái dân người ta trồng thì mình mua về mình cắt, lúc đầu nó rất là cao rồi mình cắt cứ cắt thành cái phôi thôi. Đó. Và khi mà cái lá nó ra như thế này thì chúng ta mình bỏ ra bình thường để cho nó hô hấp và cũng như nó phát triển tiếp. Thì khi mà để như thế này đây á, cô chú anh chị em mình biết gì không, để mà khi mà nó mình dẫn nuôi tầm khoảng chừng 1-2 tháng, 2 tháng, 3 tháng gì đó, để khi mà nó ra tược giống như thế này nè. Đó. Thì bắt đầu mình sẽ tiến hành mình ghép. Khi mà nó ra tược mạnh đó mọi người thì điều này chứng tỏ là cái bộ rễ nó đầu nó đi rồi. Cái gãy cám nó đi, thì khi mà chúng ta ghép vô nó không có bị sợ bị cây nó bị ức chế và nó bị chết ha. Thì đối với những cây mai mà chúng ta mới trồng mà chúng ta ghép ấy, tỷ lệ nó khi mà ghép vô tỷ lệ thành công bị ức chế cây nó rất là cao nha, tức là nó sẽ không có ra rễ mà nó đứng im cho nó luôn và cái rễ nó không phát triển thì cái tỷ lệ nó vẫn có nha cô chú anh chị mình. Nó thì khi mà nó phát triển cái lá ra như thế này là ok nè, nó già nè mọi người, nó hòa hợp được và nó cung cấp lại cái dinh dưỡng cho cây. Thì cái đọt này nếu mà chúng ta mới vừa mở ra là nó hơi héo héo nè mọi người thấy không nè. Khi mà trong cái tình trạng mà hơi nước nhiều quá thì nó cũng có hư nè, thấy không? Nhưng mà khi mà chúng ta kiểm tra cái đầu đọt tược như thế này đây, đây nè, nó cháy nè, nó khô nè mọi người. Nhưng mà qua bữa sau là nó sẽ quen lại nha, nó sẽ quen dần lại đó. Thì cái này là ở cây mình mở rồi, mình sẽ chia sẻ một số cái kinh nghiệm tiếp tục nữa. Thì cái mai này mình cũng là khai thác trong người dân và mình sắp bầu 100%, ủa mình xả bầu 100% và mình sắp rễ lại luôn. Nó mọi người trồng trong cái chậu sáo nè, thấy không? Trồng trong cái chậu sáo nè, cái rễ nó những có những cọng rễ lên đó. Thì trồng trong cái chậu sáo xong thì bây giờ mình tưới cơm cát á. Khi mà tưới cơm cát thì mình ủ lại xong thì bắt đầu tuần lễ sau mình ủ lại cơm cát Atonis theo mọi người. Cứ cơm cát Atonis, tại vì trong cái giai đoạn này cây nó không dinh dưỡng trong thân nó có, thì chúng ta làm sao cho ra rễ gặt là thật là mau. Đó, ra rễ thật là mau thì cây chúng ta nó sẽ sống khỏe thôi. Rồi đối với tình trạng như thế này đây thì chúng ta chưa dội không tưới, mình không có tưới nào 3M luôn mà mình chỉ đi cơm cát Atonis thăm 1-2 lần nữa thôi. Rồi bắt đầu khi mà cây nó đã mạnh rồi đó mọi người, lá nó cơ đọt nó ra già hết trơn rồi đó, thì bắt đầu chúng ta sẽ chuyển sang N3M thì nó lúc đó có đạm lăng kali trong đó rồi ha. Thì đó là quá trình mình nuôi, mình thấy nó đi từ từ như thế nó ok hơn. Thì trong cái giai đoạn này thì cây nó không có cần thiết phải là tưới đạm lăng kali vô sớm quá nha cô chú anh chị, mình chỉ dùng dưỡng rễ Atonis. Dùng cái chất kích thích sinh trưởng thôi để cho cây nó phát triển thôi. Nói mọi người thì cây này chắc chắn bạn sống là 100% này. Thì ra cái lá như thế này đây nè, nó thì cái từ cái nguồn nhựa của nó từ ban đầu nè, thì cây bứng dưới đất lên thì sống rất là khỏe nha, thì nó rất là dễ ra mau ra rễ nó. Nhưng mà chúng ta phải quản lý là bọ chỉ thôi, mà nguyên phiên mọi người là quản lý bằng bọ chỉ thôi nó. Thì cái lá nó ra to nè, thấy không mọi người, bỏ cái bọc ra luôn để cái bọc sử dụng trong cái mục đích khác ha. Đó. Thì khi mà nó ra như thế này đây thì là cho sống khỏe rồi, thì chúng ta tưới tầm khoảng 1-2 lần Atonis nữa, Atonis cộng với cơm cát nữa, thì tầm khoảng 1 tuần chúng ta tưới 1 lần. Thì sau khi cây nó đã ra lá già hết thì chúng ta sẽ chuyển sang cho nó ăn N3M ha, để tiếp tục dưỡng rễ luôn. Thì sau khi mà nó mạnh, cơ đọt nó mạnh rồi, chúng ta sẽ tiến hành chúng ta ghép, muốn ghép gì ghép theo của chú chị mình. Thì mà Nguyên chỉ hướng dẫn tới cái giai đoạn đó là làm cái cây cho nó khỏe thôi. Thì cây này sống rất là khỏe rồi, đầu rễ này mà mọi người thấy không, ở trên này mà nó kéo như thế này thì dưới là nó đã đi rễ rồi đó mọi người, nó đi rễ rồi. Thì cây này mình nuôi tầm khoảng chừng 2-3 tháng nữa mình mới ghép hai cô chú anh chị mình. Bây giờ nếu mà mình đưa vô gọi xong thì cứ để như thế này cho nó phát triển tự nhiên lên. Thì khi mà phát triển tự nhiên như thế này thì cái rễ nó kéo rất là mau nha mọi người. Giống như mình có một cái cây mai nè, quay tiếp tục cho cô chú anh chị mình xem. Đây, lúc đầu nó cũng yếu nè mọi người, nhưng mà chụm bọc xong thì bây giờ mình sẽ mở bọc ra nó. Lúc đầu thì cây này mua trên mạng về nó mọi người. Thì cái này nữa mình sẽ tiến hành mình nè, coi nè, nó cũng nó ra tược nè. Thì cái tược này hơi yếu nhưng mà nó vẫn có cái diệp lục để nó quang hợp và nó ra cái cơ đợt thứ hai. Mọi người thấy nó ổn định trở lại nữa không, lá nó to lên nè, thấy không? Thì như thế này đây thì cái đầu nó rễ nó đi rồi đó, thì chúng ta cứ để như thế thôi, để như thế này đây. Tại vì cây này nếu mà đụng vô cái là nó cũng mệt ha, tại vì lúc đầu mình sẽ xả ra trên mạng thì nó bán cũng như là rất là lâu rồi cô chú anh chị mình.
có thể là bán không được thì mấy anh em ta cứ để nó ta bán thôi, nào bán ra được thì bán thôi, nhưng mà nó mắc sức cây ha, cứ tới lui hoài nó mắc sức cây, rồi mình về mình phục hồi rất là khó nè. Đó, ngoài ra thì mình phun bọ chỉ đồ này mọi người, thì mình ra cái lá cơ đọt thứ hai lại thì nó lớn lên rồi, thấy không? Điều này chứng tỏ là rễ nó đã có rồi mọi người, nhưng mà mình phải để như thế này đây, để tầm khoảng 1 đến 2 tháng nữa mình cứ tưới dưỡng rễ. Thì cái này cho nếu mà nó ra như thế này đây là cho ăn N3M được này cô chú anh chị, mình cứ N3M tới, hoặc là những cái loại dưỡng rễ hữu cơ, dưỡng rễ mà khác ha, mà nó có người nó có cái để chữ dưỡng rễ mọi người, thì nó sẽ ok hơn so với ăn 30-10-10 hay gì đó. 30-10 có thể là nó bị nó rễ nó không phát triển thì nó có thể bị sốc cây mình, nhưng mà khi mà chú trọng về cái vấn đề dưỡng rễ thì nó sẽ tuyệt vời hơn ha. Đó mọi người, thì cây này mai này mình cứ nuôi thôi, nữa mình sẽ cắt mình ghép mình làm cây này mai này mình nuôi để thành cái gián đổ nha cô chú anh chị em. Hoành sẽ cũng khoảng 30 á, được cái củ nè, rất là to nè, cây này mình cũng khá là cưng ha. Đó thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình dưỡng rễ thôi, rồi phun bọ chỉ thì cho nó lớn lên, cho nó phát triển ra đi, rồi đầu nó cơ đọt cơ 2 cơ 3 rồi nó già lên, rồi bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành chúng ta ghép. Thì khi mà ghép chỗ nào thì các bạn cứ định hình chúng ta ghép thôi. Còn cái này mình chia sẻ về vấn đề đó là làm cây mai để cho nó phát sống khỏe và phát triển lên khi mình đưa lên chậu. Nó giống như cây mai của Nguyên đây nè, đây tiếp tục đây một cây nữa đó, mua về người ta cũng bể bồng lum cho mọi người, trên mạng thì nó anh em người ta bao ship thì người ta sẽ ép vô rất là nhiều luôn, nó cũng ảnh hưởng đến quá trình cây của chúng ta. Nhưng mà về mình làm ra từ cơ đọt thứ ba nè đó, thế là mọi người, thì cái này đang nuôi thôi, nuôi cho nó thật khỏe luôn rồi mình mới tính là mình ghép. Thì nó ra cái cơ đọt như thế này thì tự động nó sẽ đi cái bầu rễ nó lên nè mọi người, nó thấy không, rồi chúng ta ghép thôi. Này tầm khoảng 2-3 tháng nó mới ghép được, nuôi khi mà nó chắc cây luôn á mọi người thì nó sẽ ok hơn. Nuôi cái quá trình mà khi mà rễ mà nó đi mà kính mà cái chậu chúng ta thì chúng ta ghép nó sẽ ok hơn, nó tuyệt vời hơn ha. Đó là một số cái kinh nghiệm mình muốn chia sẻ đây nè. Rồi đây là nhân mình chia sẻ về cách chùm bọc ha. Thì có nhiều số anh em là nói mọi người thì khi cây mai mấy những cái mai này là mới mua về là mình chùm bọc 100% luôn ha. Mình trồng xong mình xả bầu ra cho trồng cái bọc thì nó sẽ tốt hơn so với để không. Để không thì nó rất là dễ bị mất nước nha. Nói mọi người. Thì bây giờ khi mà chùm bọc nó ra như thế này nè, mọi người thấy không? Đây nè. Nó ra những cái đọt li ti rất là nhiều khi mà hơi nước nè mọi người thấy không? Hơi nước nhiều như thế này đây thì nó sẽ tốt. Nó làm cho cái quá trình trong cái giai đoạn mới á, khi mà cái đọt mới ra thì nó rất là tốt, nhưng mà khi mà để hơi nước này nhiều quá á, khi mà nó đã ra đọt rồi á mọi người. Và ra cơ một mà nó dài á, cỡ một tắc á, thì chúng ta nên mở ra chúng ta vũ bỏ hết nước rồi chúng ta chùm lại tiếp ha. Để tránh cái tình trạng mà nó nước nhiều quá nó làm ảnh hưởng đến bộ lá. Và nhớ là chú trọng đến cái vấn đề đó là cái chất trọng chúng ta ha. Khi mà khô quá thì chúng ta phải bổ sung nước vô nha cô chú anh chị mình. Đó. Rồi xin kính chào. Hy vọng video nhỏ nhỏ sẽ làm hài lòng tất cả cô chú anh chị mình ha.